Nói Tin biết làm cái thông tin em đâu. Sao này nó nghe này. Nè, tin phụ ba kéo cái này ra nè, 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 kéo cái này ra nè, đó, cho nó xòe ra, hiểu không? Đó, cho nó xòe ra mới đẹp, nó xòe hết luôn, tách cái này tới cái kia luôn. Thì không làm được, quên phụ tim thì sao? Được.
gắn như cái lõi này với cái tay thôi, nó cầm trên đây cũng thật của cái lõi luôn, hiểu không? Hai tay cầm hai tay mới nổi, nổi không? Nổi không? Con cầm nó nổi sao nè, nó gắn như cái lõi này nè đó, con cầm không nổi sao con gắn đó. Không có ba là ví dụ với ba mà nó con gắn cầm được không? Con mới cầm vậy nè, con cầm vậy là con không mới gắn được. Cầm đi. Nói không? Ừ, vậy đó. Rồi. Cầm vô cái lỗ. Thấy cái lỗ không? Hả? Vô cái lỗ. Rồi. Hay quá. Ừ, được luôn ta. Và phụ ba kéo cái đi con. Hả? Phụ ba xẻ cái đi, xẻ cái cây. Chỉ qua cái chỗ nào mà chưa có xẹn hay chỗ nào chưa đẹp con chỉ qua nha. Ba ba cái chỗ mà chưa đẹp nè ba. Đâu chỗ nào? Chỗ này nè ba. À, con đi một vòng nữa con chỉ ba. Là chưa đẹp chỉ ba. Ở trong này chưa đẹp nè ba. Đâu? Cái nào con? Con lấy cái dao bỏ vô cái thùng giấy xong con rinh cái đó lại cho anh. Đúng rồi, à, xong con rinh cái lại cho anh, nổi không? Rinh nổi không? Rinh cái đó nổi không? Rinh lại, nặng lắm nha. Nặng không? Để đây nè. Rồi lại lấy cái dao đi cho mẹ nhà mẹ cắt cái đi ha, cho ba cắt. Ngồi trên khui này nghe mình mang không? Trên hai đầu đẹp trên khui này nghe. Hai đầu đẹp rồi. Cho mẹ lấy đầu đẹp khác đi.
đầu mới với cái đầu khác hai đầu không. Cái đầu này mà năm ngoái con mặc ở chung cư Đức Khải rồi nhưng mà mặc đồ đồ khác rồi con phối này ra cho nó lên khung hình nó đẹp hiểu không? Con mặc tác thì nghỉ chơi nè không? Con mặc tác thì nghỉ chơi nè kìa. Hả? Vô thằng đầu trước ống kính luôn hả? Thấy chưa? Dạ. Rồi ngồi đây, ngồi đây, ngồi xuống, rồi khỏi như ba đi. Xuống đây ngồi, xuống đây không? Ngồi xuống đây nè, ngồi đây nè, ngồi xuống. Thế là. Rồi, mở ra được không? Được nha. Nè, bây giờ nói đi, nói đi. Được nha. Không có cái tay đây, nó tự mở. Sao? Xin tự mở hả?
Để không?